Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay shopzipman.vn xin phép được giới thiệu với anh em một mẫu bật lửa Zippo đồng anh em nhé. Đây, chiếc Zippo nó sẽ như thế này, hình như thế này nè. Mình sẽ soi chi tiết cho anh em xem. Chiếc Zippo này có chất liệu bằng đồng nguyên khối và được đánh bóng lì anh em nhé, bóng lì chứ không phải bóng loáng. Anh em nhìn, đấy, nó sẽ có một chút vân tơ tơ sức ngang, rất là lì. Đây. Dập đây có dập logo Zippo và dòng chữ Made in USA anh em nhé. Đấy, rất là đẹp. Cái này là khắc bằng ăn mòn axit anh em ạ. Bóng. Đây còn bản lề nó như thế này. Bản lề là 5 chấu anh em nhé. Đây mình sẽ bắt nét cho anh em xem. Bản lề 5 chấu rất đều, tròn. Mặt sau thì nó là như thế này. Mặt sau là trơn, không có hình gì cả. Đây, rất là bóng. Đây, mẫu này rất đơn giản anh em nhé, rất đơn giản nhưng mà lại đẹp. Đây, mẫu này bạn shop bán rất chạy, bán từ cái ngày đầu khởi nghiệp anh em nhé, bán gần 5 năm nay rồi nhưng mà mẫu này vẫn chưa hết hot. Đây, mộc đáy của nó là năm 2020 anh em nhé, sản xuất năm 2020, mộc đáy lồi. Đây, các nét chữ là rất rõ ràng. Đây, mình sẽ bóc tem cho anh em xem. Đây. Tiếng kêu thì của nó thì như thế này anh em nhé. Tiếng kêu khá là ok, khá là hay. Đây. Bên trong nó là như thế này. Màu vàng đồng luôn, vỏ bằng đồng nguyên khối. Mình sẽ bóp thử cho anh em xem. Khá là cứng cáp. Đây. Đây mình dùng bốn ngón tay dùng hết lực bấm đấy. Khá là cứng cáp. Có một chút cong nhưng mà khá là cứng cáp. Nó phải mềm như thế mới đúng là bằng đồng. Đây, buồng đốt như thế này. Rất là sắc nét. Ruột của nó thì có màu vàng em nhé, ruột bằng thép chuyên dụng không dỉ, mạ xi vàng. Buồng đốt 16 lỗ. Rất là đẹp. Đây anh em để ý nhá, mình sẽ giới thiệu cho anh em một vài cái chi tiết về cách phân biệt hàng thật hàng giả. Anh em nhớ để ý này, đây hàng thật này, cổ đá, đây cổ đá dưới cái bánh xe đây, cao, tròn, bằng đồng, đấy, hàng thật là nó như thế, còn hàng giả thì nó thấp lè tè thôi, nó thấp bằng một nửa như thế này thôi. Những người bán hàng giả không bao giờ sâu chi tiết này ra đâu, anh em yên tâm. Đấy, anh em phải chọn, nếu mà mua hàng anh em phải hỏi họ, hỏi cái người mua hàng ấy, sâu cho anh em cái chi tiết cổ đá này, bánh xe phải cắt xéo sâu, đấy, cắt xéo sâu hình quả chám, có như vậy thì đánh lửa mới bén được. Bên cạnh đấy này, cái tim, tim phải quấn đồng, đấy. Ngoài ra cái búa đây, đấy, sắc nét, sắc sảo, cái đời mới thì có bóp hai đầu đây anh em nhé. Mình sẽ rút ruột cho anh em xem. Đây, ruột sản xuất năm 2020 luôn. Ống. Đây. Chốt như thế này. Chữ như thế này. Cái tháo đá này cũng bằng đồng luôn anh em nhé. Đây mình sẽ bắt nét cho anh em xem. Đấy, bằng đồng luôn. Bơm xăng thì bơm vào lỗ này. Mỗi lần bơm xăng thì dùng, anh em dùng tầm khoảng 5 đến 7 hôm anh em nhé. Đấy, 5 đến 7 hôm. Cái này shop ship COD anh em ạ. Hàng tới nơi xong em kiểm tra hàng, đúng hàng xong em mới nhận anh em nhé. Đúng hàng sau đó mới nhận và thanh toán tiền cho bưu tá sau. Đấy, anh em nào trên kênh YouTube thì nhớ đăng ký kênh nhé. Muốn mua thì anh em có thể ép Zalo đấy, hoặc là gọi điện đến số điện thoại bên dưới nhé, hoặc truy cập vào website. Ok, chào anh em.